Hogit nga pari, tu skrapa. Pantam do chiklo nga. Anh có sợ thế à? Bọn khai chết thù rào. Bọn hãy bắt tụi tâm rí chí rô. Bọn hãy bắt tụi ngàn. Cầm cháu lối xô lọ. Để hợp bọn hãy lọp. Quang bà lọt lại. Anh nhớ muôn tên ạ. Sì lọt tên ạ. Sally, Sally từ đâu đến vậy? Làm sao Sally biết tôi ở đây mà tìm? Đêm qua Gia Điết về buôn kể cho em nghe, hàng lợn rừng bị tấn công và đại tá đã chạy vô rừng. Em và Gia Điết chia nhau đi tìm đại tá, đi suốt đêm đến sáng nay mới gặp đại tá. Đại tá nằm mơ cái gì mà nói mê sảng quá trời, em gọi mãi mới dậy. Gia Điết đâu rồi? Gia Điết đi về hướng nam và dặn em nếu gặp đại tá thì mời đại tá về hang Krông Pắc. Trước khi vô rừng, em đã làm sẵn cơm nếp cho đại tá. Cảm ơn Sally. Sally tốt với tôi quá. Tôi thấy
thấy cái chị Thiện mày Phường đó, tìm kế hoạch mà nó để mà đối phó với chị Phường, không thể để gì được. Như anh biết, Bộ Chỉ huy Trung ương Finro nằm trong lãnh địa tỉnh chúng tôi. Những lời tổng kết, những chỉ thị của anh Bảy Cường đã và đang vạch ra cho Lâm Đồng phải tính toán thế nào với cái Trung ương ấy. Vì vậy, anh cho tụi này về trước. Chừng nào dẹp xong Bộ Chỉ huy của Yanari, chúng tôi sẽ xuống xin các anh cho nghỉ mát cả tháng. Chúc các anh sớm giành được thắng lợi. Lúc ấy tôi sẽ lên Đà Lạt, trước nhất là để chúc mừng và chung vui với các anh. Chào anh. Chào anh. Sai lầm khi có một số người cho rằng lực lượng Funro là một bọn phỉ. Bộ Chỉ huy Trung ương của Yanari gồm toàn những sĩ quan quân đội và cảnh sát tình báo thờ ngụy thuộc loại trí thức, nhiều tên đã đỗ đạt bằng này cấp nọ ở trong nước hoặc nước ngoài. Tóm lại, chúng là một loại đối tượng không thể coi thường, không thể dùng bạo lực vũ trang theo kiểu dân bảy mà làm tan rã được lực lượng của chúng. Đã đến lúc chúng ta phải tính như thế nào để tóm cho được từ Yanari trở xuống. Chỉ có như vậy mới xóa sổ được cái gọi là Bộ Chỉ huy Trung ương của Funro. Đúng vậy. Nếu chỉ văn bẫy rồi ngồi chờ thì đến bao giờ mới bẫy được Yanari? Bẫy thú rừng còn có khi sập khi không, huống hồ bẫy cả một tổ chức phản động đã từng được thực dân Pháp và đế quốc Mỹ huấn luyện. Tỉnh ủy rất tin công an và riêng tôi rất tin anh. Họ gầm phần đằng ai tai. Thank you.
đó, vợ Haben cố lết về Buôn Cado, báo cho cô em ruột là Herslau biết thủ phạm chính là Cờ Tót. Tên Cờ Tót thường về buôn rủ dê dân làng vô rừng, nhất là Haben, nhưng lần nào cũng bị Haben từ chối. Do cái chết của vợ chồng Haben nên Herslau mới chỉ cho ta PC vùng Nam biệt khu thủ đô Phun Rô. Trận đánh do ta phối hợp với tỉnh đội đã thu được nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có một văn bản cách chức và truy nã thiếu tá Gia Theng, tham mưu quân khu 4, về tội đã cố tìm đường xuất ngoại khi chưa có lệnh của chỉ huy. Văn bản trên mang chữ ký của Pol Cát. Kim, cậu có thấy một điểm đáng chú ý trong vụ này không? Tại sao kẻ ký lệnh truy nã và cách chức Gia Theng lại là Pol Cát tổng tham mưu trưởng, chứ không phải Hai Giao tổng trưởng quốc phòng? Mà như chúng ta đã biết, Pol Cát từ trước tới nay vốn không phục, nên không mang cánh với Yanari, vì tổng tư lệnh toàn lực lượng của hắn. Đúng. Vì thế mà vấn đề tôi đang đặt ra và tự hỏi là Gia Theng móc nối với tổ chức đưa người ra nước ngoài này là chỉ để riêng cho hắn hay cho cả tổ chức? Tôi đang nghĩ tới một giả thuyết. Phải chăng chính Yanari đã phái Gia Theng vào hoạt động này? Do không ăn cánh với Yanari nên khi phát hiện việc làm này của Gia Theng, Pol Cát đã lấy quyền cấp trên gạt thẳng Gia Theng để chọc phá ngay từ đầu kế hoạch của Tổng tư lệnh Yanari. Chắc anh chưa quên, năm ngoái Yanari cũng đã từng phái Sinbad sang Campuchia để tìm đường xuất ngoại. Nghĩa là cậu khẳng định vụ này do trung mương của Yanari, chứ không phải là chuyện ăn lẻ của Gia Theng. Theo tôi, Yanari và cả trung ương Phun Rô vẫn đang sôi sục mộng xuất ngoại. Tuy vậy, giấc mộng kia của ông tổng tư lệnh có dính dáng gì đến đường dây của Gia Theng hay không vẫn đang còn là một câu hỏi. Theo anh thì thế nào? Tôi sẽ trả lời cậu sau khi bắt được Gia Theng. Bắt Gia Theng? Ở đâu? Ở ngay tại đây, Đà Lạt. Trong số những người đang đi kia, làm sao biết được ai là Phun Rô? Vì thế chúng ta mới phải đợi Mimosa. Đợi đến bao giờ? Anh Trường, mình ở đây đã 3 ngày rồi, có thấy ai là Mimosa xuất hiện đâu. Kiên nhẫn là đòi hỏi số 1 trong nghề này, cậu đừng sốt ruột. Phải ở trong nghề lâu năm và đến cỡ tuổi anh thì may ra em mới kiên nhẫn được. Anh Trường, nhìn kìa. Dũng ơi, uống cà phê đi. Tại chỗ nào? Ơi, có mấy giờ lan đẹp quá chị. Quán Duyên đi. Đây. Mời cô Dũng ơi, qua bên đây nè Dũng ơi. Mời chị. Nghe nè, thôi đi hai đứa tìm. Đẹp mà vui vẻ sẵn kỳ. Dạ, hai đứa cũng được rồi, cần gì. Xin lỗi, cô mua hoa Mimosa ở đâu vậy? Của người ta biếu em đi. Ai biểu? Phun Rô. Dạ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Đẹp quá. Gia Theng vừa vào tiệm phở Tùng, ngoài tiệm phở có một tên đứng mua thuốc lá. Em nhận được mặt, đó là Ha Ba, phó tỉnh trưởng lâm đồng của Phun Rô. Trong tiệm phở có người dân tộc nào khác không? Em không biết, nhưng chút nữa khi Gia Theng đi ra, em sẽ đi lẫn vào đó. Và khi em đến gần người nào mà em làm rơi bó hoa, cúi xuống nhặt lên thì đó là Gia Theng. Còn Ha Ba? Ha Ba rất dễ nhận ra. Hắn để râu, đội nón rơm rộng vành và luôn luôn theo sau Gia Theng một quãng. Thank you.
khi hành động không được gây sự chú ý của nhân dân. Theo phương án 1, chú ý cảnh giác. Nào rồi đi xem phim nghe. Thôi. Ngồi đây nè anh. Một cà phê đen, một siro dâu. Bà cho một cà phê đen. Bà cho một cà phê đen. Số 5 cho con một gói. Có. Mình đi em. Dạ. Ngồi im. Bà ba, anh đã bị bắt. Chúng tôi được lệnh nổ súng nếu anh chống cự. Mời anh lên xe. Phương án 1 đã hoàn tất, khép kín phương án 2. Nhiệm vụ của đồng chí đến đây là xong. Đồng chí có thể trả quán cà phê lại cho bà chủ quán và trở về F4 đợi lệnh. Rõ. Chào đại úy A Ba, phó tiền trưởng Lâm Đồng. Xin ông đừng kêu tôi là đại úy phó tỉnh trưởng nữa. Tôi biết đối với các ông đó là trò cười. Cho tôi xin một điếu thuốc. Hà Ba, tại sao anh không thích tôi gọi anh là đại úy phó tỉnh trưởng? Thưa ông, thiệt tình mà nói thì tôi rất thích được kêu như vậy. Nhưng như ông đã biết, phó tỉnh trưởng như tôi mà suốt mấy năm trời nay không có một đồng xu lương, sống chui rút trong hang đá, ăn toàn lá bếp bột xà nu. Hồi mới thăng chức cho tôi, họ bảo rằng chính phủ Dega đã được hơn 30 nước trên thế giới và Liên Hợp Quốc công nhận. Rồi đây các nước đó sẽ rót viện trợ cho Dega. Dega sẽ lớn mạnh, sẽ giải phóng cao nguyên khỏi ách kèm kẹp của bọn cộng sản. Họ nói còn hay hơn tiếng chim cờ tia hót. Vậy mà năm này qua năm khác, chúng tôi vẫn sống chui rút trong rừng. Viện trợ chẳng thấy đâu, đói rách vẫn đói rách. Ngay cả ông Janari, phó thủ tướng kiêm tổng tư lệnh của chúng tôi,
cũng chỉ được ăn bắp ăn cháo. Dạ thưa anh, thiếu tá tham mưu trưởng quân khu 4 là bạn rất thân của anh phải không? Dạ đúng. Có lẽ nó cũng đã bị các ông bắt rồi. Anh thử đoán xem. Mời anh. Cảm ơn ông. Thưa ông, tôi biết các ông rất căm thù Funro. Mai mốt chắc chúng tôi sẽ bị các ông giết. Không. Nhân danh chính quyền cách mạng, tôi xin bảo đảm với anh rằng tất cả những ai theo Funro đã bị bắt như các anh hôm nay hoặc sẽ bị bắt trong những ngày tới đều được hưởng chính sách khoan hồng nhân đạo của chính phủ và nhân dân. Sẽ không có một người nào trong các anh bị giết cả. Ngoài tội theo Funro chống lại cách mạng, anh còn phạm tội tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài, đúng không hả ba? Thưa ông, không. Vụ này là do thằng Gia Then, nó được Janari giao cho. Việc tổ chức và móc nối đường dây để chuẩn bị cho trung ương Funro xuất ngoại. Còn tôi chỉ được giao nhiệm vụ bảo vệ và giám sát nó. Vậy là giả thuyết của chúng ta đã được khẳng định. Vụ xuất ngoại là của cả trung ương Funro. Ta sẽ đánh đúng vào điểm này. Còn Gia Then? Gia Then là một tên gan lì. Ban đầu hắn nhất định không nhận mình là Gia Then, không dính dáng gì đến Funro. Nhưng khi tôi cho hắn nghe cuộc băng hỏi cung Ha Ba thì hắn hoàn toàn sụp đổ. Bản cung khai của hắn khá đầy đủ, tôi có mang theo đây để nghiên cứu. Có thu hương. Vẫn chờ lệnh anh. Cậu nghĩ thế nào việc của bé này? Có thể giáo dục và cảm hóa cô ta. Tôi nghĩ anh nên gặp cô ấy. Cậu biểu đưa cô ấy qua đây. Bảo Thịnh đưa cô Thu Hương sang đây ngay nhé. Đúng. Nhà chú Tư. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao anh biết Gia Then sẽ về Đà Lạt. Nhớ Mimosa không? Có. Nó là em của Nikolai, bị giết chết mấy đây vì vụ thanh toán giữa hai nhóm Funro ED và Funro của họ. Và đó là lý do khiến cô bé Mimosa trở thành cơ sở của ta. Chính Mimosa cho tôi biết tin Gia Then sẽ về Đà Lạt. Alo, tôi nghe. Đúng, Kim đây. Thế à? Được, được. Tôi sẽ nói lại và cho cậu biết ý kiến của thủ trưởng sau. Thôi nhé. Trường cho biết là Ha Ba đề nghị sẽ đưa mình vào tận sở việt mới của Janari và muốn biết ý kiến của anh. Ha Ba còn cho biết thêm hiện quân số của Janari không có bao nhiêu, mình đánh vào thắng ngay. Anh nghĩ thế nào? Mình sẽ đề cập đến vụ này sau. Bây giờ hãy trở lại với Gia Then. Theo Gia Then, tổ chức móc nối với Janari đưa người ra nước ngoài là một hội từ thiện mang tên gọi tắt là Kata, có trụ sở ở Sài Gòn, Vũng Tàu và Đà Nẵng. Chủ tịch hội là một sư trung tín đã từng quen biết với Janari từ trước. Người liên lạc là Thu Hương. Có lẽ cậu phải về thành phố một chuyến để tìm hiểu về hội Kata và ông mục sư trung tín. Vô đi. Cô ngồi xuống đây. Thịnh về đi. Chừng nào xong tôi sẽ gọi cho hay. Rõ. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, thưa cháu 24 tuổi. Cô làm nghề gì? Dạ, y tá. Ở bệnh viện nào? Dạ, cháu không làm ở bệnh viện. Cháu chỉ đến các buôn để thăm và chữa bệnh cho người dân tộc thượng. Cô quen với Gia Then trong trường hợp nào? Thưa, Gia Then là ai ạ? Là người cùng bị bắt với cô. Cháu tưởng ông ấy tên là Kinh hay chăng chứ? Cô biết Gia Then hay Kuna Chăng là Funro không? Thưa, mãi đến lúc bị bắt cháu mới biết ông ấy theo Funro. Gia Then xuống Đà Lạt gặp cô lần này là lần thứ mấy? Dạ thưa, lần thứ nhất.
Theo Gia Thanh thì hắn đã tiếp xúc với cô 2 lần. Dạ đúng. Ý cháu muốn nói là ông ấy gặp cháu ở Đà Lạt lần này là lần thứ nhất. Nhưng trước đó có gặp cháu 1 lần ở Đức Trọng. Lần ở Đức Trọng, cô đã đưa cho Gia Thanh 1 lá thư của hội Kata. Cô có biết lá thư đó gửi cho nhân vật nào không? Dạ thưa không. Cháu chỉ biết 1 phong bì đề là Amonsieur Martin. Cô đã gặp một sư trung tính lần nào chưa? Dạ thưa chưa. Người nào ở hội Kata tiếp xúc với cô? Một người đàn ông còn trẻ tên là Thành. Ông ta xưng là đại diện của một sư trung tính. Cô uống nước đi. Dạ. Bây giờ trở lại vấn đề của cô Thu Hương. Cô có biết mình mắc phải những tội gì không? Tội thứ nhất, tổ chức vượt biên. Tội thứ hai, liên hệ với Phun Rô. Thưa ông, cháu xin phép được nói, cháu không hề tổ chức vượt biên và không hay biết là mình đã liên hệ với Phun Rô. Thực tình, vì cháu ham tiền nên nhận làm người móc nối. Chứ chưa bao giờ cháu dám có ý nghĩ là mình sẽ có những hành động phản quốc như là liên hệ với Phun Rô chẳng hạn. Nhưng cô không thể chối cãi được là chính cô đã móc nối để đưa người ra nước ngoài. Và chúng tôi đã bắt quả tang cô liên hệ với Gia Thèn, thiếu tá tham mưu trưởng quân khu 4 của Phun Rô. Nếu cho là vì vô tình mà mình phạm sai lầm thì cô có đồng ý sửa sai không? Cháu đồng ý. Cháu xin làm bất cứ những gì mà ông muốn. Đứa nào theo cộng sản sẽ bị xử như vậy. Có co Volkai Antamri năng lực rất lô rao. Lốt. Tập sinh vàng đẹp thật. Đẹp thì đẹp, nhưng đừng đi xấu quá. Một thắng cảnh du lịch đẹp như vậy mà tại sao người ta không chịu sửa đường ha? Ôi đẹp quá. Anh Long phải chụp cho em thật nhiều ảnh nhé. Yên chí, anh mang tôi đến 2 cuộn phim cơ mà. Anh Long chụp em với Hà một kiểu ngay đây đi. Lại đây. Ở đây mà chụp ảnh màu thì nhất. Ra đi. Chụp nha. Đằng kia đẹp hơn. Long, 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 chụp cho 2 đứa mình một kiểu đi. Xin rất quan tâm này, anh ai vẫn mi in tên. Đi rao. Để nói cho tao.
Hơsla. Nay Son về chưa? Về lâu rồi. Nay Son, có ông Trường đến. Chào anh Trường. Chào Nay Son, có tiếng gì quan trọng không? Có tiếng gì quan trọng không? Có. Nhưng trước hết tôi muốn nói là tôi rất tiếc về vụ xảy ra hôm qua tại đập suối vàng. Nếu anh cho lệnh, tôi sẽ hạ thằng Tót ngay. Giết cái Tót không phải là việc của anh. Nhiệm vụ của anh là bán tụi nó để lấy tin. Khi cần sẽ có người khác hạ cái Tót. Bây giờ anh cho tôi biết tin quan trọng đi. Đêm qua có một toán phun rô từ Thái Lan về, hiện đang ở PC Da Xin. Bọn này được huấn luyện tại một căn cứ ở ngoại quốc. Bao nhiêu tên tất cả? 5 đứa. Bọn này thuộc cảnh của ai? Cánh của đại tá Hazuki. Có bao giờ anh nghe Hazuki đề cập đến việc xuất ngoại không? Có một lần đại quý Dilma cận vệ của Yanari qua hỏi Hazuki về việc ấy, và Hazuki đã quyết liệt phản đối. Thật ra Hazuki rất muốn đi, nhưng y không muốn để lộ cho ai biết. Chính Hazuki đã ra lệnh cho Katot bí mật về Bunkado để dò tìm đường dây xuất ngoại. Nhưng cho đến nay Katot vẫn chưa móc nối được với ai cả. Vụ này rất quan trọng, anh cố bám sát cờ Tót. Nếu thấy hắn móc nổi được với bất cứ ai về việc xuất ngoại, anh bảo cho tôi ngay. Dạ. Hơslau có thường hay về Đà Lạt không? Có, mỗi tuần Hơslau về Đà Lạt một lần để đổi giải lấy thức ăn. Vậy thì tốt quá. Có tiếng gì nay Son nhận qua Hơslau, tôi cố tránh đến đây thì hay hơn. Hơslau sẽ gặp anh Trường ở đâu? Hơslau biết hiểu sách tổng hợp không? Ở khu phố Hòa Bình phải không? Đúng rồi. Hơslau cứ vào gặp cô ngồi ở quầy ngoài văn và nói có vải của Bunkado thường cô mua không. Cô ấy sẽ hỏi lại cô có vòng bạc của Đam Sang bán không. Hơslau nói vòng bạc Đam Sang thì không có, nhưng có vòng của vàng. Thế là Hơslau sẽ được đưa đến gặp tôi. Nhớ hay không? Nhớ. Giữa năm 1977, một sư trung tín đã được phép của chính phủ ta cho xuất cảnh để trở lại Hawaii cùng vợ và 2 con nhỏ. Còn người con trai lớn tên Trung Thành, năm ấy 37 tuổi, đại quý ngụy, đang phải tập trung cải tạo. Năm ngoái, Thành đã mãn hạn cải tạo và được tha về. Mặc dù một sư trung tín lúc ấy có làm giấy xin bảo lãnh cho Thành đi Hawaii, nhưng hình như hắn chưa muốn đi, vì hắn vừa lấy vợ ở Đà Nẵng. Có thể hắn đã lợi dụng danh nghĩa một sư trung tín để làm vụ này, vì từ khoảng 4 tháng nay hắn là đối tượng mà chúng tôi đang theo dõi, có liên quan đến một tổ chức đưa người ra nước ngoài. Có bao giờ anh tự đặt câu hỏi tại sao Thành lại móc nối với Phun Rô khi biết chắc rằng Phun Rô là một loại khách hàng không có một xu dính túi? Kata là một hội từ thiện quốc tế, có chi hội ở các nước trên thế giới. Tôi nghĩ có lẽ là Thành lấy cớ đưa Phun Rô đi di tản để vòi tiền của hội từ thiện quốc tế, vì khoản đó mới là khoản thật lớn. Các anh định chừng nào thì kết thúc vụ này? Đã có lệnh bắt tên Thành và đồng bọn, nhưng nếu Lâm Đồng thấy cần thì chúng tôi có thể... Trái lại, chúng tôi cần các anh bắt ngay tên Thành và đồng bọn, nhưng làm thật kín đáo, không công bố hoặc đưa ra xét xử công khai. Chúng tôi sẽ sử dụng hội Kata cho chuyên án. F101, đây là thời cơ hiếm có để chúng ta có thể giăng cái bẫy lớn, nhử tất cả những tên phun rô đầu sỏ ra khỏi xào huyệt. Bọn Yanari đang lúc bích, hy vọng từng ngày vào đường dây liên lạc với hội Kata để xuất ngoại. Vì vậy, chúng ta phải tương kế, tự kế, đánh nhanh, thắng nhanh. Thu Hương đã chịu làm việc với ta. Việc đầu tiên tôi cần bàn với các cậu
về chuyên án F101 là phải chọn ngay một người đóng vai đại diện hội Kata để liên lạc với Fulro. Người được chọn phải hội đủ các yếu tố: bảo đảm bí mật, thông minh, dũng cảm, giỏi võ thuật, diễn xuất giỏi, và nhất là hình dáng phải hợp với vai. Cuối cùng là rành tiếng Anh. Tôi thấy chỉ có lính của trường là đáp ứng được yêu cầu này. Căn cứ vào yêu cầu của các anh, tôi có thể giới thiệu 3 người để các anh chọn. Hầu hết là dân trong này công tác xuất sắc. Tất nhiên mỗi người cũng còn có điểm này điểm khác, tôi chưa hài lòng lắm. Thì giờ không còn nhiều, cậu tính cho kỹ và giới thiệu cho bọn mình một người thôi. Trốn mất rồi. Trốn lúc nào? Trốn lúc nào làm sao tôi biết được? Các bạn thử nghĩ coi, cả tôi và Bảy lúc đó ham coi trận đấu giao, đâu để ý gì tới thằng kia. Sau đó có tìm được nó không? Tụi Funro mà đã trốn vô rừng thì khó tìm lắm. Còn tên Funro bị anh Lâm đánh nhăn mất dao. Nó tên là Eplay. Sau trận đấu giao đó, nó thầm phục Lâm, và hiện giờ nghe đâu anh Trường bố trí nó ở Đức Trọng. Những chuyện do Hùng kể lại, các bạn phải trừ bớt 50%. Chị nghe thấy chưa? Nãy giờ tôi toàn nói tốt về chồng chị, vậy mà ảnh nở hạ tôi trước mặt bạn bè. Nếu hôm nay không phải là ngày sinh nhật chị thì tôi bỏ về ngay á. Tôi thích anh Hùng dám bỏ về đó. Bánh sinh nhật chưa cắt ra mà anh dám bỏ về à? Bây giờ tôi mới hiểu tại sao bạn bè gọi anh là Hùng Hảo Phật. Cũng được, cũng được. Nghe cắt bánh đi. Không được, Lâm và Nga phải cầm chung con dao mà cắt. Đúng rồi. Khoan, phải đốt đèn lên rồi Nga ướp một điều. Đúng rồi. Đừng rung nha. Hồi hộp quá. Bình tĩnh lại nào. Hoàng tử đầu lòng. Đúng rồi. Hay chưa? Chị giúp cái đầu gần nhau một tí đi. Làm thêm tấm nữa thì khó nhờ mây. Phần phân của tôi không đỏ. Anh Trường tới. Sao thủ trưởng tới trễ vậy? Mắt họp thì từ tư từ chiều tới giờ. Anh Trường dùng bánh. Cảm ơn. Chúc Nga một sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh nhiều. Lâm, cậu đi với tôi ngay bây giờ. Chủ tư cần gặp cậu. Đó là toàn bộ chuyên án F101. Ban chỉ đạo phá án của ta đã quyết định dùng biện pháp tạo những cơn lốc xoáy vào tận sào huyệt Fulro, kéo họ ra rừng, đưa họ trở về với cuộc sống bình thường với chế độ mới. Do đó vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải có một kata từ thiện, sẵn tiền, sẵn xe, một phái viên liên lạc và một lái xe gan dạ. Toàn thể ban chỉ đạo chuyên án F101 rất tin tưởng và đã quyết định trao nhiệm vụ nặng nề này cho các đồng chí. Vậy các đồng chí thấy thế nào? Sự lựa chọn ấy liệu có trúng hay trật? Thưa chú Tư, thiệt tình chưa bao giờ cháu dám nghĩ mình là được cấp trên tin cậy tới mức trao cho cả một trọng trách của một vụ án lớn như vụ án này. Cháu không biết nói gì, chỉ xin hứa với chú cùng toàn thể ban lãnh đạo là dù trong hoàn cảnh nào, nhiệm vụ nào, kể cả nhiệm vụ phải hy sinh vì thắng lợi của chuyên án F101, cháu sẽ không bao giờ từ nan. Không bao giờ cháu dám phụ lòng tin của các chú. Tốt, rất tốt. Nhưng đó là anh mới sẵn sàng cho phía trước.
Còn phía sau thì sao? Thưa chú, phía sau nào ạ? Vậy ra anh chưa nghĩ ngợi gì về cô vợ mới cưới được 3 tháng à? Tôi còn nghe nói độ 7-8 tháng nữa anh sẽ được làm bố, có đúng không? Dạ đúng. Về chuyện đó cháu cũng đã nghĩ tới. Nhưng thưa chú, vợ cháu cũng là công an, là đồng đội của cháu. Chúng cháu đã từ chỗ cùng đội ngũ, cùng nhiệm vụ mà trở thành vợ chồng. Nay không lẽ lại từ chỗ vợ chồng mà ngăn cản nhiệm vụ của nhau sao? Tốt, rất hoan nghênh. Sở dĩ tôi nhắc anh điều ấy là bởi vì trong một chừng mực nào đó, chăm lo đến hậu phương của mình cũng là một nhiệm vụ mà người chiến sĩ nào cũng phải biết nghĩ tới. Còn Dũng, chúng ta sắp tạm biệt nhau một thời gian, anh không phải lái xe cho tôi nữa, cũng nên nói với nhau vài lời chứ. Thưa chú, cháu xin hứa sẽ là người đồng sự rất trung thành của anh Lâm. Chúng cháu sẽ hợp đồng thật đẹp và chiến đấu thật ngon, để xứng đáng với lòng tin cậy của các chú. Còn với cô Loan thì sao? Anh định bao giờ cưới? Dạ, chuyện đó chú cho phép, để sau vụ này cháu sẽ xin trả lời. Thay mặt ban chỉ đạo phá án, tôi chính thức trao nhiệm vụ này cho các đồng chí. Đây là chứng minh nhân dân và thẻ phái viên liên lạc hội Kata. Mong rằng giữa các vai này, rồi đây các đồng chí sẽ tạo được những luồng sức mạnh cuốn hút rất lớn cho những cơn lốc sắp tới. Do you speak English? Yes, I do. You know where I came from and what am I? Yes, I know exactly where you came from and what you are. Xin lỗi anh Bình nhé. Chắc anh cho là tôi quá đa nghi phải không? Ở vào địa vị cô, tôi cũng làm như vậy. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi sẵn sàng nghe anh. Hôm nay tôi chẳng có gì để nói nhiều. Cuộc gặp gỡ này chỉ để hai bên biết nhau. Tôi có mang theo một ít quà của hội Kata gửi biếu đại tá Yanari và hai bức thư gửi cho đại tá. Nhờ cô chuyển giao và nói lại dùm là chúng tôi rất mong được gặp đại tá ngay để trực tiếp bàn các chi tiết về việc di chuyển. Thay mặt đại tá Yanari, tôi xin cảm ơn hội Kata, cảm ơn anh. Tôi sẽ chuyển lời yêu cầu của anh lên đại tá. Tôi sẽ gặp cô ở đâu để biết tin? Lên Đà Lạt anh ở đâu? Ở khách sạn Palat. Sáng ngày kia tôi sẽ gặp anh ở Palat. Lúc mấy giờ? Trong buổi sáng. Đã lâu lắm mới thấy lại thứ này, phải không các chiến hữu? Mời quý vị, chúng ta uống mừng cho ngày mở đầu của chương trình xuất dương vì cao nguyên. Điêu Ma, còn 5 lon bia này của đại quý một lon, 4 lon chia cho tụi nó. Cảm ơn đại tá. Sally uống chung với tôi nhé. Đại tá, em không uống được bia. Nếu vậy thì tablet sô-cô-la này thuộc về Sally. Cảm ơn đại tá. À, còn 2 lá thư gửi cho đại tá đi. Đồ chó đẻ, đồ phản phúc. Không ngờ thằng Ha Ba lại khốn nạn đến thế.
Hỡi anh em, hai thằng khốn nạn Gia Then và Ha Ba đã chạy trước chúng ta rồi. Anh em hãy nhớ lấy món nợ này, mai mốt qua bên đó nhất định phải thanh toán với chúng xong hẳn. Dù vậy, anh em đừng lo, chương trình xuất dương về cao nguyên của chúng ta sẽ khởi sự trong một vài ngày nữa. Mục sư Trung Tính là người bạn đáng tin cậy của Dega. Anh em hãy chuẩn bị. Nếu ai không muốn đi với tôi, xin cho biết ý kiến. Vậy là tất cả cùng đồng ý. Chúng ta hãy uống mừng. Tôi ra phía hồ, nếu ai có hỏi cô Hà chỉ dùng nhé. Dạ. Chị cho em hỏi, khách ra Sài Gòn lên có người nào tên Nguyễn Văn Bình ở đây không chị? Có. Ông ấy ở phòng số mấy chị? Phòng 107. Chị coi giùm ông Bình cho em gặp một chút. Ông Bình đứng kia kìa. Sally, bài ca câu này thì phiền cho em lắm. Cô Sally không đến được à? Không đến đây, nhưng đang đợi anh ở dưới kia kìa. Tụi mình lên Đà Lạt chơi nay là 4-5 ngày rồi, mà sao không thấy lạnh chứ? Chào Sally. Theo tôi thì Đà Lạt vẫn còn cái lạnh riêng của nó chứ. Cô... Bên em là Glenn. Cô Glenn uống gì? Em uống cà phê sữa. Một cà phê sữa, một cà phê đen. Sao đi uống thêm gì lạnh gì đâu. Em uống đủ rồi. Các bạn có biết tại sao không? Đây là món quà riêng của tôi thì nó giữ cái không khí lạnh. Mà họ đã chặt phá hôm nay quá rồi. Glenn, bây giờ không còn cái gì nữa hết. Xin hẹn Glenn lần sau. Lạnh như trước. Thì bây giờ mặc hai ba cái áo rồi. Không sao cả. Anh sẽ đi mấy người? Xe loại gì? Chỉ có tôi và anh hai lái xe. Loại Mikubis. Số 50C0423. Em sẽ đón anh về lúc 7 giờ sáng mai. Tại đâu? Anh cứ cho xe chạy xuống đèo Grand. Hôm nay Sally mặc đồ đẹp quá, trông giống mình kinh lắm. Quà tặng của anh đó. Anh Bình khéo ghê, mặc rất vừa. Chào anh hai. Chào cô Sally.
em chuẩn bị đi bộ hơi xa đó. Xe cứ để đây. Xe để đây lỡ bị mất hoặc bị phá thì sao? Anh hai khỏi lo, đại tá của tụi em rất chu đáo. Anh cứ để xe đây cả tháng cũng không hề gì. Chúng ta đi đi. Quà gửi cho đại tá và anh em, chúng ta mang luôn vô à? Cứ để trên xe, sẽ có người mang vô sau. Giờ rồi, chắc là một trạm gác. Dạ đúng. Sally nói gì với ai vậy? Nói mật khẩu với lính gác. Lính gác nấp ở đâu mà tôi nhìn quanh vẫn không thấy? Em ra vô nhiều lần mà vẫn chưa bao giờ thấy họ. Thank you.
hai anh không quen đi rừng chắc mệt lắm rồi phải không? Ráng chút xíu nữa gần tới nơi rồi. Tụi tôi quen đi xe hơi, chưa bao giờ lội bộ xa như vậy, mà lại đường rừng nữa chứ. Phải công nhận cô Sally chì ghê. Tôi mệt muốn đứt hơi rồi đó. Phận sự của tôi đến đây là hết, tôi bàn giao lại cho đại úy. Chúng tôi đến nhận thuốc phiện và mật ong. Thuốc phiện chưa đủ, mật ong còn thiếu. Nhưng có 100 chim rơ túc, các anh lấy đỡ vậy. Đây là thư của chủ tịch chi hội chúng tôi gửi đại tá Yanari. Tìm Tinh đa von mi chặt von khai. Các anh bày trò gì vậy? Rồi chúng mày sẽ biết. Yang Barna ta is darbri. Kính gửi đại tá Yanari cùng các vị tổng trưởng, các vị tư lệnh, những anh hùng của cao nguyên. Sau khi nhận được thư của đại tá do thiếu tá Gia Then chuyển lại, tôi đã loan báo chiến dịch xuất dương vị cao nguyên tới vị tổng thư ký hội Kata và tất cả các chi hội ở hải ngoại. Tôi xin nói ngay để quý vị yên tâm, hội Kata dù ở bất kỳ nơi nào cũng dang rộng những cánh tay từ thiện để sẵn sàng chào đón những người con dũng cảm, giàu lý tưởng dân tộc của cao nguyên. Lịch sử Furu đã trải qua những năm đỏ rực màu máu vì cộng sản. Lịch sử ấy phải là đê ga, phải được thế giới kính trọng và ủng hộ. Cá nhân tôi đã ủng hộ, đang và sẽ còn ủng hộ quý vị. Trong bức thư mới đây, đại tá có hỏi về kế hoạch thực hiện chiến dịch xuất dương về cao nguyên. Dân danh chi hội trưởng Kata và là người bạn của Furu. Tôi xin giới thiệu với đại tá, người mang thư này là anh Nguyễn Trang Bình, một phái viên tin cẩn của tôi. Người sẽ trực tiếp điều khiển toàn bộ kế hoạch di chuyển của quý vị từ các mật cứ về tới điểm tập kết gian biển, kể cả việc đánh lạc hướng công an để bảo toàn cho các đoàn khách của quý vị. Tuy nhiên trên thực tế sẽ không đơn giản như ta nghĩ. Tôi mong đại tá thận trọng về mọi việc và nên bàn kỹ với phái viên của tôi. Rất mong được gặp đại tá và quý vị trong một ngày gần đây. Đê ga bất diệt, mục sư trung thành. Mày hãy khai thiệt đi, thằng hai đã khai hết rồi. Tụi mày là công an phải không? Nếu thằng hai đã khai hết rồi thì anh hỏi tôi làm gì? Tôi có phải công an hay không, anh cứ hỏi đại tá tổng tư lệnh của anh thì biết. Còn vị nào nghi ngờ điều gì không? Tại sao trong những bức thư của hội Kata gửi cho chúng ta không có cái nào đề cập đến thời gian khởi sự chiến dịch xuất dương về cao nguyên? Bao giờ chiến dịch này mới được khởi sự? Người phải trả lời là chúng ta chứ không phải hội Kata. Hơn nữa, chúng ta đang cần sự trợ giúp của hội Kata chứ không phải ngược lại. Tôi đề nghị cô Sally cho biết thêm về hai người phái viên của hội Kata. Tôi tán đồng. Cần phải kiểm tra lại hai phái viên này, quay trình tụi nó là công an. Thưa quý vị, thiệt tình khi mới gặp họ tôi cũng đã tự hỏi phái viên Kata thứ thiệt hay công an. Nhưng bằng vào mật khẩu liên lạc, thẻ chứng nhận hội viên Kata của họ, lại đích thân Thu Hương giới thiệu họ với tôi, thư của mục sư trung thành giới thiệu họ với đại tá. Khi tiếp xúc với ông Bình, tôi đã thử nói chuyện bằng tiếng Anh với ông ta. Tôi đã nhờ cô bạn coi họ có thực sự trú ngụ ở khách sạn Palace không. Và nhất là chuyến vào rừng sáng nay đã cho thấy họ không phải là những người đã được huấn luyện ở quân trường. Hussein, chào quan trọng.
Rất mong hai ông thứ lỗi cho. Vì nguyên tắc hoạt động của chúng ta đòi hỏi như vậy. Bây giờ thì tôi, Gennari, đại tá tổng tư lệnh toàn lực lượng Phuro, xin nghe các ông nói. Ông là Gennari à? Dạ phải. Tôi nghe nói tổ chức của các ông giống như quốc gia. Nhưng tại sao không có được một người đứng đầu? Người đứng đầu hiện nay là tôi. Là ông. Vậy xin phép được hỏi, cách tiếp đón những người đại diện của một tổ chức bạn bè như vừa rồi là do ông đặt ra để dùng vào việc đón khách? Một lần nữa, tôi mong hai ông miễn thứ cho, vì nguyên tắc bảo vệ tổ chức. Dù sao, việc các chiến sĩ của chúng tôi đã xúc phạm hai ông cũng là lỗi của người đứng đầu, lỗi của Gennari. Chuyện vừa xảy ra không phải là nghi thức đón khách, mà đó chỉ là biện pháp bảo vệ. Và sau đó thì mọi việc xảy ra tốt đẹp. Gennari quyết định đi chuyến đầu tiên cùng với hai vị tổng trưởng và bảy sĩ quan từ cấp đại úy trở lên. Địa điểm đón vào ngày giờ 4:30 sáng ngày 13 tháng 8 tại ngã ba Caco. Tốt. Chúng ta còn hơn 2 ngày để chuẩn bị mọi thứ. Lâm và Dũng trở về khách sạn Palace chờ. Tuyệt đối không được liên lạc với bất cứ ai. Những gì cần phải làm cho cơn lớp 1, trường sẽ thông báo sau. Rõ. Rõ. Chào chú. Chào, chào chú. Chào anh Trường. Cậu chuẩn bị 10 bộ quần áo dân sự, một ít bia lon, bánh mì và thuốc lá 3 số 5. Một giấy giới thiệu phái đoàn chuyên gia lâm nghiệp Campuchia sang thăm nước ta. Đặc biệt là dùng cao nguyên Lâm Đồng, Đắk Lắk đi cùng hướng dẫn viên Nguyễn Văn Bình. Các phần khác như đã bàn trong chuyên án, cậu Trường phải đi một chuyến, bố trí người của mình dọc đường từ đoạn rẽ ở cây số 277 đến hết đèo Con Pha. Mỗi trạm gác phải có người của mình phối hợp với công an địa phương. Chỉ cần báo cho họ biết là mình đến để lo bảo vệ phái đoàn nước bạn theo yêu cầu của bộ. Đoạn cuối của vở kịch này cậu đã biết rồi. Tôi phải nhắc lại. Anh cũng sẽ đi chứ? Tôi và Kim sẽ khởi hành sau khi chiếc Mikrovic chạy đúng 7 phút. Bây giờ đang đẹp quá, dừng lại mua anh. Thôi mai về. Nha, đi đâu vậy? Mình định đến nha. May quá nó đến sớm một tí thì không gặp rồi. Mua gì vậy? Mình đi mua ít vải trắng. À, biết rồi. Vải trắng may tả cho con phải không? Sao Nga chuẩn bị sớm quá vậy? Nga có một mình, lo từ từ đi là vừa. Nga còn đi đâu nữa không? Mình định đi về đây. Đi uống nước với Loan đi, rồi mình chở Nga về. Ở đâu? Thanh Thủy. Nga nè, hình như anh Lâm đi công tác xa phải không Nga? Đi đâu Nga biết không? Không, Nga chỉ biết đi xa thôi. Hình như anh Dũng cũng đi công tác chung với anh Lâm phải không Nga? Hình như vậy, Nga cũng không biết rõ lắm. Nga làm chung chỗ với anh Lâm, anh Dũng mà không biết thì còn ai biết? Ấy vậy mà thật đó, cùng làm chung chỗ nhưng mỗi người mỗi việc, không ai được phép biết việc người khác, nguyên tắc bí mật mà. Loan buồn ghê đi. Một tuần rồi mà không gặp được anh Dũng. Loan buồn bằng Nga không? Coi vậy chứ, Loan và anh Dũng chưa sống chung với nhau, nỗi nhớ nhung khi xa cách không sâu đậm bằng bọn mình. Hơn nữa, Loan còn có gia đình, về nhà có anh chị em để trò chuyện. Bọn mình ở riêng, mỗi lần anh Lâm đi công tác, mình bỗng thấy trống rỗng cô đơn vô cùng. Nhất là những đêm sương mù của Đà Lạt.
Cậu nghĩ sao? 10 phút qua rồi mà chưa thấy ai cả. Không chừng họ chuẩn bị chưa xong, nên bữa nay phải hủy bỏ kế hoạch. Thì mình cứ việc đợi đã. Tiền thưởng vô túi rồi, đồ ăn sẵn trên xe. Tới sáng mà họ vẫn không ra thì mình về. Nhưng biết ăn nói sao với hội đấy? Khỏi lo, lỗi là tại mấy ông nội này hẹn rồi lại bỏ, chứ đâu phải lỗi tại mình. Họ tới rồi đó, cậu đừng xuống, để coi đã. Ông Bình đó phải không? Đúng, Bình đây. Các ông lề rề quá, chờ lâu thấy mồ à. Xin lỗi, không phải chúng tôi lề rề, nhưng vì lý do an toàn nên đại tá chưa thể tới được. Lý do gì vậy? Cách đây 1 giờ, các đội viên của chúng tôi đã cấp báo một tin đáng sợ. Hiện toàn bộ khu vực từ ngoài thị trấn ra đến ngã ba đường 20 đã bị phong tỏa. Ai phong tỏa? Khoảng một đại đội công an vũ trang. Bởi vậy đại tá nhờ tôi chuyển lời xin lỗi ông và hẹn ông vào một dịp khác. Thôi được, bây giờ ông cho tôi gặp các anh đội viên của ông vừa từ thị trấn vô báo tin. Ông cần gặp tụi nó làm gì? Đại tá đã hủy bỏ chuyến đi này, vậy chúng tôi phải cho xe quay về. Tôi muốn gặp họ để hỏi coi tình hình ngoài đó như thế nào mới biết, để mà tính chuyện vượt qua chứ. Thật đáng tiếc quá, tụi nó lại vừa trở ra ngoài đó rồi. Để làm gì vậy? Để tiếp tục do thám các hoạt động của công an. Đại tá đã quyết định trở vô rừng rồi mà, vậy các ông cần gì phải tiếp tục do thám đường ra nữa cho mệt. Chuyến đi hôm nay hủy bỏ, vậy sẽ tái diễn vào bữa nào, ở đâu? Đại tá có ra lệnh cho tôi không? Không. Việc quốc gia đại sự của ông làm như là trò chơi, ra ra vô vô hoài. Đóng cửa lại, ngủ cho khỏe, chờ sáng sớm tan sương Xui Bảo Lộc gọi điện thoại cho ông Thành. Làm ăn kiểu này tôi chịu hết nổi rồi. Ông Bình, xin ông bớt giận. Tôi có lỗi đã làm phiền ông, nhưng nguyên tắc phải vậy. 5 phút nữa đại tá sẽ tới. Theo dự tính thì đáng lẽ cơ lớp 1 phải đến đây 10 phút trước. Cậu nghĩ thế nào? Tôi lo quá. Tất cả các dự tính đều có thể xảy ra sự cố. Riêng tôi nghĩ là sẽ không có gì. Tôi biết rất rõ về Lâm. Cậu ta tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất vững tay nghề, không hành động bộc chộp như một số thanh niên cùng tuổi. Thủ trưởng, họ đến kìa. Anh Tư. Hả? Cảm ơn cậu. Hưng, cậu canh đồng hồ đúng 7 phút sau thì xe mình nổ máy chạy theo. Thủ trưởng, họ ngừng xe trước tiên bưu điện. Ông Bình, tôi yêu cầu ông ngừng lại ở đây, vì tôi nghĩ ông nên đánh một bức điện tín cho hội Kata về chuyến đi này, để ở đó họ chuẩn bị trước. Ông tổng trưởng thật chu đáo, tôi quên mất điều này. Đợi tôi một tí. Tôi xin nhắc lại lời anh Bình một lần nữa, là nếu xe đến chỗ nào đông người hoặc qua các trạm kiểm soát của công an thì quý vị phải hoàn toàn im lặng. Hiện quý vị đang đóng vai các chuyên gia của một phái đoàn lâm nghiệp Campuchia. Mọi việc đối đáp để một mình anh Bình lo. Chưa muốn đi quá rào á. Quá rào, quá rào. Lâm vào bưu điện để làm gì? Việc này ra ngoài dự định của mình. Kim, cậu có dặn riêng Lâm vào bưu điện Tùng Nghĩa để làm gì không? Không. Lạ thật, Lâm là một chiến sĩ trinh sát rất có kỷ luật. Anh cho em xin cái cuốn điện tín anh vừa đánh đi. Sally, cô rất đẹp nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Mong rằng là gặp sau cô sẽ hết nghi ngờ tôi. Chào cô.
Sao ngừng xe vậy? Đổ thêm xăng trước khi lên đèo. Đổ thêm xăng là mình có thể chạy một mạch tới Nha Trang. Anh Bình, xuống giúp tôi một tay. Ok. Hình như một tên trong bọn nó theo dõi mình. Cậu nhìn lại coi. Mình ngừng xe giờ đổ xăng thì nó cũng ngừng lại. Trông dáng như thằng đại quý Di Đức. Các chú ấy không dự trù tình huống này. Bây giờ phải làm sao đây? Mình phải tự hành động lấy. Qua cổ đèo Krông Pha, cậu xuống trình giấy tờ như thường lệ. Nhưng sau đó trở lại xe bảo là công an cần gặp tôi, cứ hướng dẫn phái đoàn. Nhớ nghe, tôi lẹ lên, cái bọn chú nghi.